is bắt đầu từ S. Dĩ nhiên đầu tiên cũng phải khởi tạo tất cả các đỉnh đều ở trạng thái là chưa xét. Thì cái function này hôm trước mình làm gì các bạn? Mình cho tất cả các thằng C thứ Y nó đều được check ở trạng thái là một, tức là nó chưa có được xét, phải không? Rồi sau đó làm sao? Mình nhờ cái thằng stack mà. Nếu như mà các bạn thực hiện các cái công việc đó là gì? Đi tìm kiếm, cần lưu vớt lại những cái đường đi của nó, thứ tự nó đi như thế nào mà bạn chưa cần dùng nó để đưa thẳng vào kết quả liền, thì buộc lòng các bạn sẽ phải lưu tạm nó ở một nơi nào đó. Thì do cái tính chất của thằng DFS á, là nó luôn luôn muốn á, là nó cứ đưa các phần tử vào theo một cái con đường nào đó của nó, tức là nó cứ đi theo chiều sâu, tìm đến một cái lúc nào đó mà có một cái đỉnh không thể đi được nữa thì nó sẽ phải quay ngược về. Thì khi nó quay ngược về là nó muốn bắt gặp với cái đỉnh nào mà gần nó nhất, cho nên là vô tình nó rơi vào cái kiểu giống như anh nào đưa vào sau cùng thì nó sẽ phải quan tâm quay trở lại đầu tiên, tức là lấy phần tử nó ra đầu tiên. Thì giữa các thằng mà danh sách hạn chế hay là các danh sách đặt hay danh sách liên kết, thì có một cái anh phục vụ tốt cho việc này, đó là vào cuối mà ra đầu tiên, thì nó chính là cái thằng ngăn xếp. Như vậy đầu tiên mình muốn thực hiện cái thằng ngăn xếp là phải khởi tạo nó trước. Mình đang cài đặt các thằng stack để bằng danh sách liên kết đơn. Còn ai không nhớ cài đặt danh sách liên kết đơn từng bước như thế nào, một coi lại video cấu trúc dữ liệu dễ thuật 1, 2 tôi dẫn link về video tham khảo rồi nha. Còn không xem nữa là bó tay. Được chưa? Sau đó đầu tiên bắt đầu từ đỉnh nào, lấy đỉnh đó đưa vô trong thằng stack trước, tức là lưu cho biết là đây là cái đứa đầu tiên, đồng thời đẩy nó luôn vào thằng kết quả. Thì bạn nhớ rồi, cái thằng DFS là để lưu cái đường đi của nó, phải chưa? Còn dĩ nhiên nếu bạn không cần lưu vết cái đường đi thì bạn bỏ cái thao tác là không cần lưu vào DFS cũng được. Như vậy giả sử ở đây là gì, tôi không cần lưu, được chưa? Thì tôi sẽ comment nó thôi ha, tôi chỉ quan tâm bây giờ đó là tìm có hay không có và báo luôn trong phần kết quả thôi. Như vậy tôi chỉ việc tôi check, tôi nói là cái thằng S này á, nó được check rồi. Đồng thời sao, tôi duyệt đến khi nào mà cái thằng stack của tôi nó rỗng. Cái quan trọng là cái thằng stack, tại vì cái thằng này chính là cái thằng mà nó lưu vớt những cái đứa mà nó duyệt qua và thứ tự duyệt. Cho nên mình cần quan tâm đó là khi các phần tử được lấy ra theo đúng thứ tự này, đến một lúc nào đó mà mình bằng được cái con x thì lúc này sao các bạn, mình sẽ giật, được chưa? Và mình báo là mình tìm thấy. Như vậy cái việc mà đi kiểm tra v bằng n này chẳng qua chỉ là mỗi một lần mình đi tìm ở một cái đỉnh v nào đó, xin lỗi, một cái đỉnh u nào đó, đứa nào kề với nó, mà cái đứa kề lần đầu tiên mình phát hiện là mình đã cho cái cặp cạnh UV đó đó thảy đi vào trong cái thằng stack. Như vậy thì nếu như mà mình không tìm được một cái đỉnh V nào để kề được với đỉnh U, thì đồng nghĩa với việc là bạn duyệt từ đỉnh đầu tiên cho đến đỉnh cuối cùng đó, nguyên cái vòng lặp này nè, không có đứa nào thỏa mãn tính chất là được kề nhưng mà chưa duyệt, thì lúc đó bạn sẽ đổi trạng thái, đúng không? Tức là coi như đâu có tìm được đứa nào thì bắt buộc là phải quay ngược về. Mà quay ngược về thì hồi nãy cái lúc mỗi một lần cài đặt tìm được một cái đỉnh mà để nó đi qua mới đó, thì nó sẽ bớt tuần tự cái cặp cạnh đó theo đúng thứ tự là U trước, đứa kề với U là V, nó bớt U vào trước rồi nó bớt tới V. Như vậy thì cái thằng V gần nhất mà bớt vô nó chính là cái đỉnh đầu mút để chuẩn bị cho lần sau gặp một cái đỉnh mới, tức là đi theo cái nhánh của nó. Tôi nói vui vui nó giống như cái mắt cây vậy đó, tức là ngay đó là một cái mắt, đúng không? Như vậy thì bây giờ là nó đi tìm một cái mắt mới, thì bây giờ tìm không có, thì bây giờ cái mắt gần nhất là thằng nào, thì chính là cái thằng V, là cái thằng kề lần gần nhất đó được đưa vào. Thì bây giờ pop nó ra, tức là lấy từ trên đỉnh stack ra một đứa và mình gọi đứa đó là đứa U để phục vụ cho việc tiếp tục tìm đứa nào kề với nó ở một cái trạng thái khác. Tại vì ở phía dưới cứ mỗi lần tìm được đứa nào kề, lần đầu tiên tìm được là break vòng lặp mất rồi. Vậy anh này bây giờ ở dưới đây tôi sẽ cài đặt theo kiểu gì? Anh này hôm trước tôi đang sử dụng đó là cái anh này là một cái ma trận trọng số, đúng không? Ma trận trọng số tôi hôm trước tôi đã xây dựng rồi, thì các bạn bạn nào quên cái ma trận trọng số thì thích tự cho ma trận trọng số cũng được ha. Tôi mở là cái file đó để cho các bạn thấy đó là nó ma trận trọng số rồi. Đây, nó là hôm trước tôi đặt tên là lab 7.txt. À đây nè. Đó. Thì bây giờ coi như đây là thứ tự của những cái đứa mà nó kề rồi có cái trọng số phù hợp. Phải chưa? Thế bây giờ là nó không còn là không với một nữa mà nó khác không thì tức là nó kề đó. Như vậy ở đây bây giờ tôi điều chỉnh. Ha, tôi điều chỉnh.
Khi mà cái thằng stuck này của mình nó chưa rỗng, lấy ra một đứa, tìm đứa kề với nó, thì tức là khi nó rơi vào trạng thái là gì? Kề thì tức là khác không, và cái đỉnh đó nó chưa được duyệt, thì mình lấy U mình burst vào stuck, mình lấy V mình burst vào stuck. Nếu như không cần lưu vớt thì tới đây là mình bỏ cái việc lưu vào DFS, mà chỉ việc sao các bạn gán trạng thái là cái đỉnh đó đó mình đã duyệt rồi, và tiếp tục cho thằng V trở thành là cái đỉnh để lần sau mình sao mình đi set tiếp, à, đồng thời mình break. Như vậy mỗi một lần, đây là cái thời điểm bình thường nếu mình không lưu vớt, vậy mỗi một lần bây giờ muốn coi kết quả để đi duyệt thì bây giờ mình kiểm tra ở đâu? Suy nghĩ xem bây giờ mình sẽ kiểm tra ở đâu để mình khẳng định đó là cái đỉnh X của mình á là nó có trong đồ thị, thì bạn thấy là bạn nên lấy ở thời điểm nào? Đâu, có ai trả lời câu này không? Tôi coi khi mình pop stack mình lấy stack vào biến u á, là sau khi đó mình sẽ so sánh u với lại x để mình xem nó có trong đồ thị không. Tức là mỗi một lần bạn burst cái thằng burst hay là pop? Dạ pop đúng không, pop Lấy lấy một đứa ra liền. luôn. Dạ Lấy một đứa lấy liền. ra stack đúng không, một Cái đứa bước đó thì nó gán vào biến chậm u quá. rồi mình Cái sẽ bước đó lấy. thì nó chậm quá. Chỉ cần đó là khi burst vào tìm được một cái thằng nào đó kề với anh này là bạn hoàn toàn có thể làm sao? Đi tìm được nó rồi. Đúng không? Chứ nếu không thì nó tiêu tốn. Ví dụ đi, tôi bật lại cái anh cái vài bài tập của các bạn, cái đồ thị nó nằm ở phía trên, nó chẳng qua đồ thị này là nó chưa có trọng số thôi. Bây giờ ví dụ như tôi nói đó là tôi muốn tìm mà thằng B đi, mà bắt đầu từ đỉnh A, như vậy là A tìm được kề là B, B thì có phải là cái đỉnh V lần đầu tiên tìm được kề không? Thì là lúc đó tôi đủ khẳng định là nó có chưa? Được rồi, đúng không? Được rồi, burst nó vô là được rồi, phải không? Burst nó vô là đủ điều Rồi. kiện rồi, thì tức là bạn duyệt tới đó rồi, bạn duyệt tới cái nhánh cái đỉnh ngay đó rồi thì bạn dừng được rồi, chứ bạn tìm chi nữa. Hoặc ví dụ bây giờ tôi nói đó là tôi muốn tìm đỉnh E, thì bây giờ nếu mà theo DFS nó bắt đầu từ A thì nó đi sao các bạn? A, B, sau đó là sao? A, B rồi tới đâu các bạn? Nếu mà duyệt bằng DFS cái thằng này thì A qua B rồi tới đâu? Rồi. Tới đâu? Tới C. C rồi tới đâu? Yeah, tới Tới đây không? D. Tới D. D rồi tới đâu? Tới Tới F. F rồi tới đâu? E. Tới E. Thì lúc này đó đụng tới E là nó dừng đi chứ, phải không? Tìm được một đứa kề là thằng E là nó dừng được rồi. Như vậy không có còn thì tao thắt pop. Pop ngay thời điểm đó là khi bí đường của bước trước. Như vậy tức là dù chạy cho tới E, nếu mà bạn nói là ở ngay thao tác top, bạn mới kiểm tra coi cái thằng U lấy ra được từ cái thằng stuck đó, nó có bằng cái đỉnh X hay không. Thì bây giờ lần tại ngay thời điểm đó là giống như đó là bạn burst E và ở đâu đó rồi. Cái tới chừng sau đó là tìm kề với E nữa thì là lúc này hết. Thì bạn mới làm sao? Bạn quay ngược trở lại. Bạn pop ra một đứa thì chắc chắn nó pop ra được F đó. Tại vì tới thằng E là hết đường. Phải không? Tới thằng E là hết đường. Thì nó quay ngược về F. F lúc này nó sẽ đi qua G, đúng không? Cái nó vẫn chưa có dừng tới gọi là hết đường, cái nó bắt ngược về F. F hết đường nó bắt ngược về D. D hết đường cái nó bắt ngược về đông, về C. Cái C hết đường nó bắt ngược về B. Cái hết lúc đó nó bắt ngược về A. Thì mỗi lần vậy nó cứ phải pop ra một đứa bắt ngược về A, lúc này sao? Nó lại tiếp tục hết đường thì nó lại tiếp tục, nó cứ pop phần tử ra. Được chưa? Thì các bạn hình dung là nó phải trải qua một lượng lần mà nó cứ lặp 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 nó pop ra hoài, thì tôi nói là nó tiêu tốn cái việc mà nó đi ngồi nó pop phần tử nó ra là nó ra một rừng luôn á. Rất là tiêu tốn, được chưa? Không cần thiết tốn vòng lặp nhiều như vậy. Mỗi lần vươn tới được cái nhánh nào mà gặp cái đỉnh mới là V mà là cái đỉnh cần xét là bạn đủ điều kiện khẳng định là nó có rồi. À, nó đỡ tiêu tốn chi phí rất là nhiều. Như vậy ở đây nè, nếu mà chị muốn tìm có hay không thôi, thì tại thời điểm này thằng V là cái đỉnh kề đúng không, đổi nó qua trạng thái là đã xét, thì lúc này thôi kiểm luôn đi. Nếu V mà bằng X thì sao? Báo luôn đúng không? Báo luôn rồi thì sao? Hỏi thực hiện tiếp đúng chưa? Vậy anh này làm gì đây? À, xuất ra đúng không? V V làm sao? À, V có trong đồ thị
đúng chưa? Rồi sau đó dừng hàm thì tức là return chấm phẩy. Rồi còn vậy tới khi nào thì báo là V này nó không có trong đồ thị. Đó là khi lấy hết tất cả các đỉnh ra khỏi stack. Tới khi stack rỗng rồi thì vòng lặp này nó mới dừng đúng không? Thì khi đó không có một cái đỉnh nào được vươn tới mà bằng thằng X hết thì lúc này mới báo làm sao? Cái con V này, à xin lỗi con X chứ, tôi xuất nhầm rồi, X đúng không? Đang tìm X mà. X này nó làm sao các bạn? Nó không có trong đồ thị. Này, không có trong đồ thị. Rồi, đó là câu khẳng định của mình. Nếu như mình chưa quan tâm tới cái việc đó là nó đi qua chặng đường như thế nào, và nó đi qua những cái đỉnh nào rồi mới tới nó, mà chỉ cần biết nó có hay không có thôi. Rồi, bây giờ tôi gọi thực thi anh này nha. Search DFS. Rồi, bây giờ đây là đầu tiên tôi bỏ bớt cái mớ này đi ha, để cho các bạn đỡ phải bị lăn tăn. Đây tôi gọi, tôi tải cái ma trận lên thôi nha, tôi tải cái ma trận trọng số hồi nãy đó. Rồi anh này là coi như là ma trận trọng số đúng không? Rút cái mảng nó ra. Sau đó search DFS bắt đầu từ đỉnh 0 và tìm, ví dụ như trong trường hợp này là đây là 0 1 2 3 4, tôi nói tôi muốn tìm đỉnh E đi. Được chưa? Nó tới 4 5 6 mà phải không? Thì anh này đó là sao tôi tìm 4 đi. Thì chắc chắn kết quả nó phải trả ra cho mình là gì? Có đúng không? Mình cho nét 5 nè. Rồi, đây, 4 có trong đồ thị. Nè, 4 có trong đồ thị. Rồi, bây giờ ví dụ tôi tìm hồi nãy nó tới 6 đúng không? Ví dụ tôi tìm 8 đi. Bây giờ tôi tìm 8. Rồi đây 8 không có trong đồ thị. Dĩ nhiên có nhiều đứa nó nói em duyệt trong cái mảng ban đầu, giống như cái đồng chí hồi nãy nó duyệt mảng một chiều á. Ôi trời ơi, bên ngoài đâu phải người ta lúc nào cũng cho đó là thứ tự của các cái đỉnh đưa vào là 0, 1, 2. Ở bên ngoài tên của các đỉnh, ví dụ như là lỡ tên của các thành phố, rồi tên của các ngã tư, rồi tên của các cái đối tượng khác, rồi sao hình dung không? Tức là nếu duyệt như vậy thì bạn mới cung cấp được đúng cái trạng thái tên. Còn bây giờ đang học thì mới cho bằng số nguyên để dễ dễ đi tìm. Như vậy đây là cách tìm với lại DFS. Còn nếu ai mà đi so sánh ở trên đây nè, thì trên thực tế là so ở đây thì cũng được. Mỗi lần pop ra một đứa kiểm tra nó với lại cái anh X thì cũng được các bạn. Tuy nhiên bạn thử bằng tính đi, thời gian thực thi, mấy cái lát đầu cô chỉ cái cách tính thời gian thực thi rồi đó. Thử gọi đi, so sánh cái thằng X với thằng V ngay tại thời điểm này, tính tổng thời gian ra coi nó tốn bao nhiêu, rồi đổi cái giải thuật lên trên đây mỗi lần pop ra một đứa mới đi kiểm, rồi tính tổng thời gian coi nó là bao nhiêu. Dĩ nhiên phải cho số lượng đỉnh đồ thị nhiều nhiều miếng nha, chứ máy mình nó tính nhanh lắm, được chưa? Hôm bữa sắp xếp cả ngàn phần tử mà nó còn có 0.00 mấy giây phải không? Thì cái số lượng đỉnh mà nhiều lên thì xin thưa với bạn, bạn mà làm cái này rồi nó ngồi nó làm miệt mài với lại cái hàng stack luôn, nó không dừng được hàm là nó chết á, ha, chạy đơ máy luôn chứ chẳng phải chơi. Chưa kể đó là gì, cái thằng stack của mình á, nó bị phụ thuộc bởi bộ nhớ khả dụng của RAM, nó bị tràn stack là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng chí nào mà mốt học thì theo cái nhánh đồ họa xử lý ảnh mà các bạn học tới cái phần về các cái phương pháp kỹ thuật đồ họa máy tính đó, mà để tô màu cho các đối tượng đó. Lúc đó nó có một cái giải thuật tô màu, đó là boundary fill, nó dựa trên cơ chế đó là nó để quy các cái điểm xung quanh để nó tô màu. Thì mỗi một lần lưu để quy là nó phải lưu vào stack, là nó chạy hơn, nó tràn stack, được chưa? Nó tràn stack. Rồi vậy đó, dựa trên đó vậy anh này là coi như tìm kiếm được rồi nè. Bây giờ tiếp tục các bạn suy nghĩ cho tôi cái việc đó là bây giờ các bạn tìm đường đi cho cô đi. Nãy giờ nói là tới đây, thì bây giờ bạn xuất cho tôi được là cái đường đi đi từ cái đỉnh S làm sao đi đi được tới X. À đó, bây giờ xuất thì bây giờ mới còn tới cái thằng DFS nè. Rồi suy nghĩ tới việc trọng số, tìm đường đi trước đi. Đó, tiếp tục cho 10 phút suy nghĩ tiếp. Đứa nào làm xong rồi thì cứ ngồi thoải mái suy nghĩ, cài đặt cho nó hoàn thiện hơn. Rồi đồng chí nào giờ này mới zone vào đây? Nãy điểm danh nó có không hay là nó bị rớt mạng? Liên hả? Liên này nó có không? Nó bị rớt mạng hay cái gì? À, nó bị rớt mạng. Rồi được chưa? Đó, như vậy để ngày này là tìm kiếm có hay không rồi.
hết cái thằng stack, mà nếu không có thì mới báo là không có trong đồ thị nha. Rồi bây giờ tìm kiếm cho cô đường đi từ S đến X trải qua những đỉnh nào. Ví dụ nãy là mình biết là đi A qua B qua C qua D qua F rồi mới tới E, thì phải xuất cho cô được cái giải A B C D F E nè, đồng thời tính trọng số. Thì bạn hình dung mỗi một lần có phải đi qua được một đứa nếu thằng này có trọng số A sang B. Đây là đỉnh đầu tiên được lưu trong DFS nè. Rồi tới B thì coi như bạn tính được AB trọng số là bao nhiêu nè. Rồi sau đó qua C, bạn tính được trọng số từ BC qua đây nè. Qua CD, bạn tính được trọng số qua đây nè. D qua F là bạn tính được trọng số nè. F qua E là tính được trọng số. Như vậy nếu áp dụng trên DFS, cái việc bạn tính trọng số nó không bị nhọc nhằn như bên BFS. Tại vì nó thực tế nó là một cái chặng đường đi luôn, liên tiếp. Để cho nó là một chặng đường đi liên tiếp. Còn ví dụ như nó là sao, nó chưa tới được mà nó phải bị bắt về rồi nó chạy qua cái hướng khác, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Tại vì giống như đó là nó đi hơi, nó chạy tới một cái ngã cục thì nó phải quay lại rồi nó chạy qua cái đường mới, nó mới gặp được cái đỉnh mà nó cần, được chưa? Thì cái tổng đường mà nó phải đi là nó phải cộng vô hết. Thì khi tìm đường đi, bạn thấy tìm với DFS nó thoải mái hơn với cái cách cài đặt BFS mà hôm trước của mình đã nói, được chưa? Rồi đâu cài đặt phần còn lại coi, cho 10 phút nữa đó. Lần này mình đứa nào không chịu cài đặt nữa thì bó tay luôn. Chỉ tới đây rồi. À, đứa nào mà không cài đặt được nữa gọi ngẫu nhiên là cho 4 dấu trừ nha, chứ không phải 2 dấu như nãy giờ nữa nha. Rồi bây giờ mở cho cái phần nghe, cái phần coding nè. Rồi đó. Làm giùm 10 phút.
Bạn tính ra tay có chuyện gì bạn? Để em làm xong rồi. Rồi ok, làm xong thì trình chiếu đi, xong rồi để cô nói bài tập khác. Thì cô thấy chưa cô? Rồi, đã thấy rồi bạn. Em đầu tiên em xuất đường đi là em xuất từ cái đỉnh S, đỉnh đầu tiên từ dài trước. Sau đó mỗi lần em về em tạo biến sơn bằng không đây. Mỗi lần em về em cộng dồn cái giá trị của trong cái ma trận vô. Cộng vô đây. Tức Em là sẽ mỗi một lần bạn tìm được cái thằng U với thằng V, hai đứa mà để dùng để boss thì là bạn cộng cái trọng số nó vô đúng không? dạ đúng rồi Rồi. em chạy thật Thì thay vì bạn mình nó em lưu vào cái mảng DFS thì nó có cái việc đó là nó cộng vô, cộng với là nó xuất cái đỉnh ra đó các bạn. em chạy từ D đến E là nó là DS là D rồi em từ D đến E thì em sẽ chạy là D 5 7 11 19 22 đường đi là D A B C F E chuột. Rồi, 22 đúng không? Rồi, Dạ đúng rồi. ok. Rồi bây giờ bạn thử nha. Đó là bạn bắt đầu từ D nhưng mà bạn lại đi tìm D. Đúng không? 3 Ba 33 hoặc ba là 4 33 chứ đúng rồi. Nó ra không? dạ nó Đấy. khó Đây chính là nhược điểm của cái đoạn code lúc nãy của mình, các bạn biết tại sao không? Đầu tiên các bạn bắt đầu từ S. Các bạn merge S vào thì lúc đó các bạn có kiểm tra chưa? Chưa phải chưa. không? Thì do cái thời điểm đó mình chưa có kiểm tra, cho nên nếu vô tình là cái đỉnh bắt đầu của mình mà chính là cái đỉnh mình cần tìm, mình bị bỏ qua mất rồi các bạn. Mình miss rồi. Cho nên lúc đó phải thêm một anh nữa, đó là bạn lên bạn sửa coding giùm cô luôn đi. Cái phần phía trên đó, đó. Thì nếu như mà lúc mà bạn bạn đưa cái thằng S vào trong kết quả đó, hoặc là ví dụ như mà có đỉnh S bớt vào thì bạn kiểm tra luôn. S nó có bằng thằng X hay không? Nếu có thì xuất luôn kết quả. Dĩ nhiên nha, mình đang xử lý hơi hỗn độn nha các bạn. Tức là ở trong cái hàm shape này mình dự báo có hay không, đồng thời mình xuất ra cái đường đi cộng với là cái việc là trọng số luôn, chứ đáng lẽ cái này á là phải trả về đúng không? Tức là hàm của mình đang bị đa chức năng đó nha. Tự cách ra nha. Tức là trả về một cái mảng đường đi. Được chưa? Rồi, thêm tham số hình thức ở trên thôi. Trả ra đó là DFS hay là cái gì đó, hoặc nếu nó đã là cái báo toàn cục thì khỏi, nhưng mà không có ai xuất thẳng vào trong đây hết. Được Dạ chưa? Rồi ví dụ như trọng số thì bạn trả về cái giá trị trọng số đi, ví dụ có thể là tham biến hay gì đó, chứ nó xử lý như vậy mình đang bị đa chức năng rồi. Đó, ngay đó là bạn xuất ra Có rồi. điều Đặt không vào sao em? đúng không? Có là không đúng không đúng Thì lúc này trọng số nó sẽ là không rồi, tại vì đỉnh đó là đỉnh bắt đầu luôn mà, nó đâu có đi đâu đâu, nó nằm ngay đó là đúng luôn rồi. Rồi như vậy đó là người ta sẽ cài đặt anh này theo kiểu là trả về đúng không, trả về không hoặc một, nếu như x có thì trả về một, ngược lại không có trả về không. Rồi cái kết quả muốn coi đường đi thì coi trong cái mảng DFS. Cái trọng số thì bạn có thể đó là cái gì, bạn có cái mảng khác lưu trọng số, hoặc bạn cho cái trọng số đó là một giá trị biến bình thường thôi, biến đơn kiểu số nguyên, nó trả về theo kiểu tham biến bởi cái hàm search này, là sau đó bạn gọi. Được chưa? Rồi bạn để xíu cho các bạn khác là nó có gì thắc mắc không. Rồi Nguyễn Đặng Tiến đúng không, số mấy vậy, Tiến cái tên để cộng điểm. Yeah, không nhớ số không còn. Nguyễn Đặng Tiến, đây đi tìm cái tên rồi. Ủa thấy Nguyễn Sinh Tiến không, thấy Nguyễn Đặng Tiến, Có mà cô. từ từ đang kiếm đừng hối. Rồi tôi cộng rồi, ok rồi. Lớp có ai thắc mắc cái gì không? Nếu không ai thắc mắc thì thôi bạn mình dừng nha, bạn mình dừng trình bày nha. Rồi cảm ơn bạn, rồi cho mượn lại quyền rồi. Bây giờ quay trở lại,
Hồi nãy giờ mình đang dùng đó là mình dùng mai trận kề. Giờ hôm nay mình đang cài đặt DFS với BFS đều bằng mai trận kề. Bây giờ nếu mình sử dụng danh sách kề, được không? Sử dụng danh sách kề thì nó khác các bạn, phải không? Tại vì sao? Nó lưu trong một cái danh sách liên kết đơn. Ví dụ bây giờ mỗi một lần thay vì cái chỗ đó là A thứ UV đó, thì bây giờ bạn phải làm sao? Bạn sẽ phải là tìm coi là trong cái anh danh sách kề nó có cái đỉnh nào, đúng không? Nó có đỉnh nào. Nhưng mà bạn nên nhớ là hôm trước mình đang cài đặt danh sách kề theo kiểu là ví dụ như thằng A có BCD kề với nó, thì đầu tiên là bạn đẩy thằng A vô trước trong danh sách liên kết đơn, sau đó thằng B có kề thì bạn đẩy thằng B vô, thằng C có kề thì bạn đẩy thằng C vô, thằng D có kề thì bạn đẩy thằng D vô, phải chưa? Như vậy kết quả cuối cùng của danh sách kề là gì? Đầu danh sách đang là D, rồi phần tử phía sau là C, phần tử phía sau là B, rồi phần tử cuối cùng là A. Như vậy thì bây giờ nếu như mà bạn nói đó là bạn đi tìm coi một cái V nào đó nó có kề với đỉnh U của bạn hay không, thì thằng U chính là cho bạn biết bạn vào cái danh sách kề thứ mấy trong cái mảng các cái danh sách kề, phải không? Như vậy ví dụ như bạn biết là thằng U này giả sử đang bắt đầu từ đỉnh 0 thì tìm đến đầu kề với 0 thì bạn biết là bạn vào cái thằng danh sách đầu tiên. Như vậy vào cái thằng danh sách đầu tiên thì bạn nói bây giờ bạn tìm coi, thì thường là người ta sẽ duyệt để tìm. Thì bây giờ tìm qua được phần tử đầu tiên, đúng không? Vô phần tử đầu tiên là đụng phần tử D. Như vậy khi đó nó lấy là nó lấy cái thằng D nó đi trước, phải không? Như vậy tùy ha, tùy nếu như thứ tự bạn cho các cái đỉnh kia mà nó vào sau thì vô tình á, bạn gì từ đầu danh sách liên kết đơn bạn gặp cái đứa cuối cùng sau đó là cái thằng ma trận kề. Ma trận kề thì gặp B trước, nếu bạn đánh alpha B. Còn nếu danh sách kề mà bạn cho thằng B vào trước thì có phải nó nằm ở gần đuôi không? Thì duyệt cái thằng danh sách liên kết đơn thì nó sẽ gặp thằng D trước, thì nó sẽ lấy thằng D đó vô ạ. Như vậy là lúc đó A sẽ qua D trước, được chưa? A sẽ qua D trước. Rồi D nó qua đâu? D thì phải xét vào những đứa nào kề với D, đúng không? D kề với ai? Cái đứa nào đưa vào cuối cùng nó được chọn đầu tiên. Như vậy tới chừng mà nó bắt về thì dĩ nhiên là cũng biết à, nó có kề với D nhưng mà nó chưa được xét, thì mình mới lấy cái giá trị info của nó để mình đi thực hiện đó là xét có kề. Còn nếu như mà nó có kề nhưng mà đỉnh nó xét rồi thì mình phải đi qua phần tử tiếp theo, tạm gọi là vậy. Hay tức là thay vì bên đây là chỉ có tăng một cái giá trị chỉ số để đi qua cái thằng mới trong danh sách trong ba trận kề, thì bây giờ phải là đi theo con đường link để đi qua cái nốt phía sau. Như vậy trọng số bạn lưu ở đâu? Thì bây giờ có hai cách. Cách thứ nhất, bạn thiết kế luôn trong cái thằng danh sách kề, thay vì cấu trúc của mỗi một nốt nó chỉ có hai thành phần, là thành phần info là chứa đó là thứ tự đỉnh thứ mấy, với lại thành phần link là lưu địa chỉ của nốt sau, thì bây giờ bạn thiết kế nó có ba thành phần đi. Thành phần thứ nhất là info, tức là tên đỉnh. Thành phần thứ hai là trọng số, được chưa? Là trọng số. Như vậy ví dụ như A kề với B, trọng số là 3, thì nó sẽ lưu ở cái đỉnh mà để đưa cái nốt đó vào trong danh sách kề với lại thằng A đó, thì sẽ là gì? Info là 1, tại vì B thì thứ tự đỉnh là 1, trọng số là 3, và cái link là link lưu địa chỉ nó sau. Hình dung được vấn đề không? Còn không, bạn có thể khai báo theo kiểu struct lòng struct. Thay vì struct nốt có 2 thành phần, thì bây giờ cái thành phần info đó, nó là thành phần một cái us, một cái đỉnh, một cái struct us. Trong cái struct us có 2 thành phần, thứ nhất số thứ tự đỉnh, thứ hai trọng số. Mà làm vậy thì mất công struct lòng struct, thì cái lúc mà đưa thông tin vô thì mất công phải chấm thêm một cấp nữa, nó mệt, phải không? Thì bây giờ khỏi đi, cho cái thành phần một cái nốt trong danh sách liên kết đơn của thằng danh sách kề có 3 thông tin, thấy chưa? 1 thứ tự đỉnh, 2 trọng số, 3 sẽ là gì? 3 sẽ là link của nốt sau, phải chưa? Thì hôm trước mình có danh sách kề chưa? Đó, có rồi. Kéo lên đây coi lại nguyên cái thằng danh sách kề. Đây đang cấu trúc nốt nè, mới có mỗi cái info thôi, thì info này nó đang là thứ tự của đỉnh, đúng không? Bây giờ thêm một thành phần nữa đi, đó là thành phần gì? Thêm một thành phần nữa đó là gì? Tôi nốt nha, bạn về bạn tự làm nha. Đó là gì? Tên trọng số đi ha, trọng số. Hoặc là ví dụ như bạn nói đó là gì, quay đi, là khoảng cách từ cái đỉnh này đến cái đỉnh kia trọng số là bao nhiêu. Như vậy nó là thông tin thứ hai
Rồi thông tin thứ ba thì là địa chỉ node. Như vậy mỗi một lần mà tiến hành insert first thì ngoài cái việc là biết thứ tự đỉnh còn phải biết cái way của nó là bao nhiêu. Phải chưa? Đó, vậy như vậy dựa trên đó mình cài đặt. Rồi, hiểu cái hình thức không? Dành ra vài phút để cho coi và hiểu được cái mà cô gợi ý chưa? Tại vì xíu các bạn sẽ phải làm bài tập đó. Rồi không ai thắc mắc gì. Bây giờ cô sẽ cài đặt cái việc đó là bạn duyệt được cái thằng DFS này mà bằng cái việc đó là danh sách kề nha, danh sách kề, nhưng mà lúc đó là bạn lưu trọng số. Còn không thì bạn sẽ lấy cái việc đó là bằng gì, bằng danh sách kề trước. Tôi nói ở nôm na để cho bạn hình dung được cái việc các cái bước này trước ha. Rồi bây giờ cái cách mà để làm thì chắc là để tôi copy nguyên cái đoạn danh sách kề này nè. Đó là cái thằng mà DFS á, tôi dục nó qua bên nha. Để mình gom cái đoạn code mình lại cho nó dễ. Phải cần có stack đúng không? Rồi phải cần phải có tới đây. Nói chung là nôm na là tới đây. Đó. Danh sách kề. Với lại stack. Copy ha. Rồi. Đẩy cái bài này ra. Rồi bây giờ tôi thêm một cái file mới vô. Rồi anh này là coi như... anh này là cái gì? DFS. Mà bằng danh sách kề. Rồi, anh này đó là DFS bằng danh sách kề. Rồi mấy thành phần quanh liên quan ha, tôi xem cho nha. Rồi để đó gọi thực thi xong. Rồi bây giờ tôi pass nguyên cái phần này vô. Rồi, gom lại từng anh, bây giờ mình phải điều chỉnh đúng không? Tại vì bây giờ cấu trúc nó khác rồi. Đó, bây giờ nói nôm na là vậy, đi gom nó lại trước đã rồi tính tiếp. Đây, để từ từ mình chỉnh từng anh. Rồi, anh này project and nick gì đó. Rồi, bây giờ quay trở lại. Massage chưa có đúng không? Define. Massage cho anh Trâm. Rồi bây giờ đầu tiên, bây giờ thành phần này thì bây giờ mình thêm thứ nữa, đó là cái quay, đúng không? Ba thành phần. Còn không thì các bạn về các bạn tự thêm thành phần. Bây giờ cô tìm cách đó là làm sao để DFS nó có thể duyệt được bằng cái thằng đó là danh sách kề trước đã. Còn cái việc thêm một trọng số thì về nhà các bạn tự suy nghĩ nha. Rồi vậy anh thì bây giờ có hai anh thôi. Thứ nhất đó là info, thứ hai đó là link, là có những thứ tự của đỉnh thôi. Bây giờ có một cái mảng một chiều rồi đúng không? Massage các phần tử, mỗi phần tử là một cái anh gì các bạn, danh sách liên kết đơn. Rồi còn cái thằng size này là coi như là số lượng đỉnh thực tế làm việc. Như vậy khi init thì gọi tất cả là null, ok rồi. Tạo một node, đúng chưa? Tức là khởi tạo một cái node để đưa vào. Rồi insert first, tức là thêm một cái đỉnh là kề vào. Rồi input list, tức là phải cho biết cái thằng này. Như vậy thì tên các đỉnh này chưa có, mình thiếu khai báo đúng không? Như vậy thì khai báo thêm nó là gì? Tên của các đỉnh đúng không? Chas Vertex. Thì anh này nó là như Massage. Rồi muốn cài đặt cái anh này thứ tự sao thì còn có thêm cái gì nữa? Mảng C. Đúng không? Tại vì dù là danh sách kề hay mai trận kề thì cũng phải check coi cái đỉnh đó nó đã được xét duyệt hay chưa. Cho nên là cơ bản thằng C cũng phải có, mảng DFS cũng phải có, lưu kết quả mà, đúng chưa? Rồi thêm cái chỉ số NDFS thì cũng cho bắt đầu từ không để duyệt tất cả các đỉnh. Rồi vậy về cơ bản những anh này thì nó vẫn bình thường, nó vẫn bình thường. Và tôi vẫn sẽ mở đọc file, tức là một là input list, hai là bạn input from file gì đó thì tùy lấy cái anh đó lên. Như vậy hồi nãy như tôi copy qua đó là copy thiếu cái việc đó là đưa cái
danh sách à mà thực mình có rồi đúng không? Đây nè, input list nè. Tức là lúc này mình nhập. Còn không thì bạn có thể đó là bạn tiến hành bạn cho nhập từ đỉnh. Tức là nhập từ console của mình thì cũng được, chịu khó nhập thôi. Đầu tiên nhập số lượng gì đó phải không? Rồi nhập tên của các đỉnh trong đồ thị và đưa cái tên đỉnh thứ đó vào trước, rồi đứa nào mà kề thì đưa vào sau. Phải chưa? Thì dĩ nhiên nếu như mà và nhập tới khi nào kết thúc thì nhấn trừ 1. Nếu như có trọng số thì bạn còn phải nhập thêm cái việc đó là trọng số nữa. Thì các bạn tự bố trí việc có trọng số. Rồi bây giờ cái này là số start nè. Start thì cũng thêm phần tử vào thôi, không sao. Về cơ bản cấu trúc node của nó cũng vậy, cho nên đó là tôi cũng xài luôn vậy luôn. Bây giờ DFS init thì phải tương tự như lúc này, thằng này không phải là n, thằng này là size. Đúng chưa? Rồi, bây giờ quan trọng là ở cái việc DFS này. Bắt đầu từ đỉnh S, khởi tạo tất cả các đỉnh ở trạng thái đó là gì? Chưa set. Khởi tạo start. Burst cái đỉnh này vào trước. Đúng không? Lưu vết. Nói chung tới đây là y chang. Nhưng chỉ có cái việc bây giờ so sánh hai việc bằng sai. Thì bây giờ phải suy nghĩ thế nào để có thể lấy phần tử ra. Tức là khi không tìm được đứa nào kề. Đúng không? Trạng thái này lúc này là bạn phải thừa hiểu đó là không tìm được một cái đỉnh nào kề với lại cái đỉnh bạn đã xét trước đó, tức là lúc đó thời điểm đó là đỉnh gì? Đỉnh U. Không tìm được một đỉnh nào kề với U nữa hết, cho nên mới tiếp tục lấy U ra để đi tìm sao? Một cái giá trị nó mới, hoặc là nói nôm na không tìm được cái đỉnh nào kề mà nói chung là hết đường đó mà chưa được xét đó. Như vậy thì lúc này sao? Suy nghĩ cái việc này là phải mình biết là phải có thay đổi nè. Bây giờ thay vì duyệt tất cả các cái đỉnh này thì bây giờ phải thay đổi. Làm sao để tìm được một đứa kề với lại cái đỉnh U các bạn? Thì phải xét trong cái gì? Trong cái thằng danh sách kề thứ đó. Đúng không? Vậy bây giờ làm sao để xét? Bây giờ làm sao để xét? Thì U là biết rồi, bây giờ làm sao tìm được thằng B? Thì bây giờ làm sao? Thay vì chạy vòng lặp từ bằng 0 cho đến nhỏ hơn N đâu có đâu. Bây giờ có những cái đứa nào kề với nó. Ví dụ đi ha, cô ví dụ đi. Trong cái thằng A đó thì có thằng B, C kề với nó. D không có kề, như vậy thì có phải là mình có ở cái thằng thứ nhất đó, là mình có được là B liên kết với C, rồi C liên kết với A đúng không? Là thằng thứ nhất. Thằng thứ hai B thì nó có kề với lại A với lại D đi, tôi giả sử vậy. Như vậy là D nè, rồi A nè, rồi B nè. Đó, tiếp tục là cái gì? Cái thằng C. C có kề với A thôi, như vậy là A. Rồi kề với C. Tới thằng D á, chỉ có thằng B kề với nó thôi, như vậy là B. Rồi kề với D. Đó. Như vậy đó là bây giờ bạn biết nó là một cái đỉnh nào thì nó chính là cái đỉnh U. U này chính là đi vào cái thằng first thứ mấy. À, nó chính là cái đứa đi vào first thứ mấy. Ví dụ đi, U này là 0 thì tức là bạn tìm trong cái thằng first thứ 0. Còn có đứa nào kề với nó mà ở trạng thái là chưa xét. Như vậy bây giờ giống như bạn phải duyệt trong cái anh đó đúng không? Như vậy bây giờ bạn chỉnh sửa là sao? Cái đoạn này là phải thay đổi, đúng không? Bây giờ bắt đầu sao? Ra một cái node đi, đúng không? Nó dùng để duyệt. Như vậy thì bắt đầu từ first thứ mấy? Anh này là bắt đầu ở first vị trí địa chỉ của thằng first thứ U. Đúng không? Duyệt từ đầu tới cuối. Khi nào gặp một đứa, tức là trong khi thằng B này sao các bạn? Khác nôn. Đúng không? Hoặc là bạn nói nôm na, nó khác nốt cuối á. Tại vì bạn thừa biết nốt cuối là nốt gì? Là cái nốt chứa cái anh, cái đỉnh đó mình đang xét. Như vậy thì có ai nói là A kề với A đâu, lúc này là chưa có được đúng không? Nếu A kề với A là phải đưa vào là B rồi tới C, rồi tới A rồi mới tới A. Tại vì cái đỉnh mà thứ mấy đó, mình luôn luôn mình burst nó vào đầu tiên. À xin lỗi, mình đẩy nó vào đầu tiên rồi. Cho nên là thằng này coi như tôi chạy cho đến khi nào kế cuối. À kế cuối. Cho nên tôi nói là khi nào mà thằng B này thành phần link của nó mà còn khác luôn. Như vậy là có phải là mình chạy cho đến, ví dụ thằng B này link khác luôn, thằng C này link khác luôn, nhưng thằng A link là bằng luôn, cho nên nó sẽ dừng. Như vậy nó dừng ở đây, nó không có quan tâm, tức là vòng lặp này sẽ bỏ phần tử cuối ra. Thì mỗi một lần như vậy nó làm cái gì? Mỗi một lần như vậy nó làm cái gì? Nó tìm được một cái đỉnh A
nó tìm được một cái đỉnh, nó coi info của thằng này nè đã được xét hay chưa, tại vì thừa biết thằng B thằng C đều là kề hết, chỉ quan tâm là thằng B thằng C đã được duyệt hay chưa thôi. Như vậy nếu gì C thứ gì các bạn, có phải là B info đang đi không, lệnh nó đang là gì, B info nếu nó là sao, nếu nó bằng một là đồng nghĩa với lại việc gì, à nó kề đó, nó kề thì bây giờ bớt nó vô đúng không. Như vậy anh này sao? Đây, thực hiện là thực hiện thao tác này. Đây, bus ảnh vô. Đó, mở việc nè. Bus, nhưng mà bây giờ bus ai? Thứ nhất, bus thằng U vô. Đúng rồi. Thứ hai, thằng B lúc này là thằng nào? Chính là thằng B info. À, chính là thằng B info. Rồi, đưa vào. B info được đưa vào DFS. Đồng thời, C thứ, B info bằng 0. Được chưa? B bằng gì? B info và bị break. Như vậy bây giờ đó là tìm được một đứa kề đi theo đứa đó, đúng không? Bus nó vô. Rồi tiếp tục cho nó trở thành cái đỉnh lần sau xét. Như vậy làm sao biết đó là khi nào thì không có tìm được đứa nào kề, tức là hết đường đó. À, cái này tôi tìm cho đã, B với C xong xíu rồi, tới chừng hết tìm được đứa nào mà có cái việc đó là B với C bằng 1 thì rồi. Vậy lúc đó là làm sao biết đó là nó chạy được tới cuối thì nó nằm đó, đúng không? Như vậy coi như lúc này sao? Quan hệ nó chính là cái điều kiện để cho bạn thực hiện công việc này. Mỗi lần quay trở lại, nếu như mà nó tìm được một cái đứa kề trong phạm vi ở trong đây thì chắc chắn là không bao giờ mình đã cho break rồi. Cho nên không bao giờ có cái chuyện đó là gì, nó chạy đến đứa cuối đó nằm. Nếu nó chạy đến đứa cuối đó nằm, tức là nó không tìm được đứa nào kề đó các bạn, thì khi đó có phải là thằng B link của bạn là bằng null không? Đúng chưa? Cho nên đừng khai báo thằng B ở đây, mà khai báo thằng B ở ngoài đây nè. Nó chính là vị trí vai trò của thằng B đó. Nhưng bây giờ cứ khai báo nó ở đây. Bây giờ cứ khai báo nó ở đây và khởi tạo cho biết trước đó là gì, nó bằng một cái giá trị nào đó. À, nó bằng một cái giá trị nào đó để đảm bảo là mỗi một lần tái thực hiện quay trở lại, thằng B này đầu tiên là bằng thằng first to U. Được chưa? B là bằng first to U. Rồi mỗi một lần quay trở lại, thay vì lúc này kiểm tra V bằng sai là biết là lần trước nó không tìm được đứa nào kề, thì bây giờ nếu như mà lần này không tìm được đứa nào kề là chắc chắn thằng B nó nằm ở trạng thái gì, B link của nó là null, tức là nó nằm ở nốt cuối. À, như vậy mỗi lần quay trở lại, nếu B link nguyên nhân tại sao ở đây nó không lấy được link, tại vì tôi chưa khởi tạo trên đây nè. Vậy lần đầu tiên này tôi cho nó bằng mấy, tôi sẽ cho nó bằng thằng first to U, tức là bằng đầu danh sách trước đó, một cái mẹo thôi. Nó sẽ nằm ở đầu danh sách, ví dụ bắt đầu từ không nó nằm ở đây, nằm ở đây thì đi vô B link của nó đâu phải là null, đúng không? Để coi như sao? À, thoải mái, đúng chưa? Như vậy nếu như B link mà sao bằng null là đồng nghĩa với việc lần mà nó đi tìm cái đứa kề nó bị cậy tới cuối danh sách, tức là nó không tìm được đứa nào kề hết. Tại vì nếu có đứa kề là nó bị break rồi. Như vậy anh này tới đây mà nó vẫn không kề thì lúc này sao? Pop lấy một đứa ra khỏi, đúng không? Lấy một đứa ra khỏi thì bây giờ là mới là pop lấy ra một cái thằng U này, đó, lấy ra. Được chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình kiểm chứng nha. Bây giờ mình kiểm chứng. Hình như tôi đang share cho các màn hình coding. Để tôi share full toàn màn hình lại ha. Rồi, đây. Bây giờ giả sử tôi làm cho cái đồ thị nó nhỏ nhỏ miếng nha, chứ nếu không mà nó bự lắm. Rồi bây giờ ở đây nè, đầu tiên hôm bữa mình có cái đồ thị nhẹ nhàng đó. Đó là A nè, kề với B nè, kề với C nè. À, đây. Bây giờ tôi nói đó là tôi muốn duyệt bắt đầu từ đỉnh A, gì bằng DFS. Thì bây giờ có phải là cái anh đầu tiên đó, nó chính là nếu mà kề với A thì có B với C không? Thì nếu mà đứa nào đưa B vô trước đó, là nó vô trước, còn đứa nào đưa C trước là vô trước. Bây giờ giả sử đi, tôi sẽ cho thằng này vô trước nha. Tức là tôi theo thứ tự anh B, cho nên là tôi sẽ đưa thằng C vô sau, đúng không?
Đó, rồi cái âm này á, thì là D rồi A, A trước, đúng không? C kề với A, D kề với B. Đó, nôm na là nếu như mà mình biểu thị thằng này lại theo cái danh sách liên sách đơn thì nó ra bốn danh sách như vậy. Đó là cái ý của mình muốn vậy. Được không? Vậy nói nôm na là nếu cái thằng này được gọi là đỉnh 0, thằng này đỉnh 1, thằng này đỉnh 2, thằng này đỉnh 3. Thì bây giờ thứ tự nhập làm sao các bạn? Nhập làm sao để mình muốn nó là C vào rồi tới B vào rồi tới A vào? Thì bây giờ đầu tiên là thằng A là nó vô trước rồi đúng không? Bạn quan tâm lại ở cái hàm nhập hôm trước đó. Cái hàm nhập cái thằng danh sách kề đó. Đâu rồi? Đây. À, nhập tên. Cái này là luôn mấy cái tên vô thôi. Rồi đầu tiên insert first vào cái thằng thứ này. Thằng Y trước. Thằng Y đang bằng mấy? Tức là bây giờ Y bằng 0 là đỉnh A đó. Thì có phải là đưa thằng A vào trong đầu danh sách trước không? Như vậy tức là mặc định là luôn luôn nó chèn con số 0 vô rồi. Tức là coi như đầu tiên là nó là số 0 đầu danh sách. Sau đó nó kêu mình nhập các cái đỉnh kề kết thúc bằng trừ 1, thấy chưa? Rồi cứ nhập tới khi nào mà bằng trừ 1 thì kết thúc. À, như vậy đó là cái gì? Ví dụ như muốn B kề thì tôi sẽ gõ gì rồi? Tôi sẽ gõ nhiều các bạn. Tôi gõ 1, rồi tôi gõ 2, rồi sau đó tôi gõ trừ 1, đúng không? Được chưa? Vậy anh này là coi như là mình sẽ gõ như vậy. Là nó sẽ được ra cho mình cái thằng kết quả ở dưới, tức là C liên kết tới B rồi liên kết tới A. Còn tới thằng B đó là đầu tiên là nó có một ở cuối rồi đúng không? Đúng chưa? Nó có kề với lại A với lại D. Như vậy là mình sẽ là gì? Mình sẽ là 0 với lại 3 rồi trừ 1, là thằng này là của thằng B. U này là của thằng A. Đúng không? Rồi bây giờ tới chừng mà của thằng C thì sao? Của thằng C thì đầu tiên phải là 2. Là mặc định nó đưa vô rồi. Thì mình gõ thêm cái gì? Mình chỉ có mỗi thằng 0 thôi. Như vậy là tôi gõ 0 với lại trừ 1. Là khu vực này là của thằng C nè. Rồi tới thằng D thì đầu tiên là 3 là nó tự bust vô rồi. À xin lỗi, nó tự đẩy vô trong đầu danh sách rồi. Bây giờ có kề với B thôi cho nên là chưa, chỉ có 1 rồi trừ 1. Thì đây là khu vực của thằng D. Như vậy đó là các giá trị mình nhập. Được chưa? Rồi khi kết quả mà xuất ra thì tại vì cái mảng DFS của mình á, mình cũng được lưu vớt bình thường. Thì nó cũng phải cho mình là nếu mà duyệt thì sẽ là cái gì các bạn? A rồi tới anh nè. Gặp nước kề với nó thì nó vào là chắc chắn đối với thằng A là ngay đây nó sẽ gặp thằng nào các bạn, nó gặp một nó đưa vào trước rồi tới hai, như vậy nó sẽ qua C trước, A nó qua C, được không? A nó qua C tại vì sao? Bạn mà gõ kiểu này thì có phải là một nó được nhận trước rồi nó được insert trước không? Như vậy một nó vô rồi tới hai vô, cho nên chắc chắn là đầu danh sách lúc này là hai thì nó sẽ đi đó là cái gì? A rồi C đúng không? Rồi sau đó sao? Hết đường đúng không? Hết đường thì nó mới qua cái gì? Nó mới qua tới B. Rồi chắc chắn là nó qua đâu? Thì nó qua D thôi. Phải chưa? À, nhưng mà lưu ý nha. Coi chừng nó là cái gì? À, phải chắc chắn là phải check cho đủ là mấy cái đỉnh mà xét rồi là phải nhớ là chuyển nó qua trạng thái là không. Chứ nếu không là nó thằng B là nhớ trong danh sách kề thằng B là có thằng A nha. Nó vô nó đụng thằng A trước đó. Được chưa? Như vậy đây sẽ là cái kết quả duyệt bằng DFS mà bằng danh sách kề nếu bạn nhập trật tự như thế này. Đó là kết quả dự kiến của mình. Rồi bây giờ mình check thử kết quả. Được chưa? Rồi, coi kỹ lại, hồi nãy là mình có check hết tất cả này rồi. Thì bây giờ gọi vô main. Vô main đầu tiên, bây giờ tôi gom lại để tôi gọi mấy hàm này trước đã ha. Để bớt cái đoạn này đi ha. Đây, xóa. Đủ cặp dấu ngoặc chưa các bạn? Rồi, bây giờ đầu tiên gọi cái anh gì trước? Khởi tạo danh sách kề trước đúng không? Danh sách kề là phải khởi tạo nó trước, tức là gọi cái thằng gì? Init này trước. À, gọi cái thằng init trước. Như vậy, đây, tôi gom lại bớt. Sao có thằng DFS này nó không có chịu với thằng Baler, nó không chịu cho mình lưu nó lại rồi. Thiếu một chấm ngọt đó cô. À, cũng đoán như vậy. Đây. Anh này là của thằng này đúng không? Tại nãy xóa xóa copy đó cho nên chắc là nó không ấy. Rồi, bây giờ đầu tiên init cho cái thằng stack trước. Rồi, init stack xong thì sao các bạn? À, gọi cái hàm mà nhập đúng không? À xin lỗi.
index cái này là index dành cho các thằng danh sách kê, chứ gọi nhầm index tắc là sai rồi. Rồi bắt đầu làm sao? À, gọi cái hàm input list. Đúng chưa? Index xong là gọi input list. Rồi đây. Rồi input xong, nếu nào có muốn coi thì xuất output list. Đó là xuất cái danh sách kê nha. Rồi bắt đầu là gì? DFS bắt đầu từ đỉnh 0 đi. Và tới giờ muốn xuất thì đây nè, thì cũng chỉ là gọi xuất cái mảng nào thôi đúng không? Thì cái mảng mình cần xuất là DFS. Như vậy là mình sẽ gọi đó là output one day array, gọi xuất DFS số lượng phần tử là NDFS. Hồi nãy lúc mà mình đưa vô mình có tăng chỉ số nó chưa? À tăng hết rồi đúng không? Nói chung là mình chỉ có sửa nó lại thôi, cái việc danh sách kề thôi. Rồi bây giờ kiểm chứng là đầu tiên phải ngoài nhập đúng không? Tại vì tôi đang đâu có cho nhập từ file đâu. Bây giờ số lượng đỉnh đồ thị đó, mình nhìn anh này một bên, à mình nhìn anh này một bên để mình nhập cho nó đúng. Chứ nếu mà ngồi làm cái bài trong cái lab của mình thì cái đồ thị đó mình nhập hơi mệt nha. Rồi đây, ổn số lượng đỉnh đồ thị 4 đỉnh đúng không? Nhập tên A, B, C, D. Rồi kề với đỉnh 0. Cái này nó bớt 0 vô rồi đó nha. Kết thúc nhấn trừ 1, như vậy là nhấn 1, 2, trừ 1. Tiếp tục đỉnh kề với 1. 1 là thằng trên đây nè. 0, 3, trừ 1. Rồi đỉnh 2, đỉnh 2 là thằng này nè. 0, trừ 1. 3, 3 là anh này nè. 3 là 1, rồi trừ 1. 1, trừ 1. Rồi đây, danh sách các đỉnh kề với A, CD, DA, kề với C có A, kề với D có B. Rồi, là coi như xong được anh này. Rồi, nhưng mà tới đây là nó ngưng mất tiêu rồi. Name ra, nó không xuất gì hết trơn á. Tại sao? Tức là cái thằng DFS của bạn nó không có được thực hiện cái gì cả. À, tức là coi như cái mảng DFS của bạn là nó im re đó. Nó không có nhận gì hết. Vậy tại sao? Trong khi mình đã gọi DFS rồi nha, tôi gọi hàm rồi nha, nhưng mà nó không thực hiện. Và nguyên cái giai đoạn này là gần như coi như sao, mảng DFS trống trơn. Thậm chí ví dụ đi, tôi gọi trong cái hàm xuất mảng một chiều này nè, tôi sẽ gọi ra là tôi có một câu CL này để cho bạn biết là nó có chạy vô cái hàm này hay không nha. Mảng kết quả duyệt DFS 2 chấm, tôi để đó. Rồi bây giờ bạn coi lại nè, tôi cũng nhập y chang giống như hồi nãy, 4 đỉnh A, B, C, D. À, anh này thì buộc lòng là tôi phải mở lên tôi mới nhớ. À, anh này là 1, 2, trừ 1. Anh này là 0, 3, trừ 1. Anh này là 0, trừ 1. Anh này là 1, trừ 1. Rồi, đây, in re, nháy nháy chuột thôi, không làm gì nữa hết. Nó không chạy vô cái hàm đó là output luôn nha các bạn. Được chưa? Nó không chạy vô luôn. Mà bây giờ bạn thấy nó im re, cái này biết là gì không? Nó đang lặp vô tận á, nó không có ngưng được cái vòng lặp DFS. Được chưa? Nó không có ngưng được cái vòng lặp DFS. Như vậy tại sao nó không ngưng? Quay trở lại thì là tức là cái hàm này có vấn đề. Do cái hàm này có vấn đề cho nên nó không ngưng được, cho nên nó không chạy tới được cái hàm output luôn. Vậy bây giờ quay trở lại, DFS sai ở chỗ nào? Đầu tiên, index us, mở cái hàm index us ra. Đúng chưa? Đây, chạy từ 0 đến nhỏ sai. Y bằng 1, sai nằm ở đâu? Sai chính là số lượng phần tử. Như vậy, nó quan tâm ở cái việc hồi nãy input list, thì input vào sai rồi. Như vậy là hợp lý. Đúng không? Sai có phần tử, nhập có thể xuất được luôn rồi mà. Vậy bây giờ đó là anh này thì nó không có bị sai. Đúng chưa? Tiếp tục tới đây, index us, index tắc. Coi index tắc làm gì trống? Cho st bằng null. Bình thường, đúng chưa? Rồi sao? Burst một phần tử vào stack. Bây giờ mới coi, burst một phần tử vào stack. Đây thì chẳng qua đó là gì? Đưa giá trị burst vào. Anh này là gì? Thì bây giờ bạn nói là bằng burst thằng s này vào. Đỉnh bắt đầu. Lưu nó vào trong DFS.
chuyển ngành này qua trạng thái, nói nôm na là nãy giờ mình đang làm khá giống y chang. Vậy bây giờ mọi thứ nó đang bị ở đâu? Mà chắc chắn á, cái này nó không có dừng được nè. Cho nên là nó mới không có chuyện, nó làm nó không có chạy được tới cái hàm output cuối cùng đó. Dạ là cô quên chưa chỏ hàng B tới phần tử kế tiếp đó cô. Đúng rồi. B bằng B linh. Đúng rồi, trời ơi, phải không? Đi cái này mà không chịu trỏ, tức là nếu trong trường hợp mà nó không phải bằng 1 thì sao? Đúng không? Tức là coi như lúc này lại đi so sánh là B info set này nó chưa check. Nó chưa check lỡ, coi như đó là nó check rồi thì sao, đúng không? Thì anh này lúc này phải làm sao? Phải dịch chuyển đi tiếp. Mà dịch chuyển đi tiếp thì là gì? B bằng gì? B link. Đúng không? Rồi, check lại. Ô cái này mỗi lần check lại mệt quá mấy đứa. Chịu khó ha. Rồi đây mở lên, tôi già cả nên tôi nhớ dở lắm. Đây, bốn đỉnh A, B, C, D. Rồi này là 1, 2, trừ 1. Rồi 0, 3, trừ 1. Thằng 2 là 0, trừ 1. Thằng này là 1, trừ 1. Rồi đây, E, đây, B, A, C, B, D. Được chưa? Như vậy là coi như chỉ xong được cái việc đó là gì? DFS bằng danh sách kề rồi nha. Rồi, ra kết quả rồi phải không? Còn cái việc cộng số thì cô nói đó, thêm một thành phần của struct vô. Rồi đây. Đó. Thì đứa nào thắc mắc cái gì đó. Nó hơi dài cho nên là chịu khó nhìn nha. Rồi, có ai thắc mắc gì thì nêu. Rồi, không thấy ai thắc mắc gì đúng không? Tự chụp hình lại xong về nhà làm tiếp cái phần khác, nộp bài. Đây. Đi vô trong LMS. Cái phần phía dưới, ủa có đang share full toàn màn hình rồi phải không? Rồi ok. Đây, cái phần phía dưới thảo luận bài tập thực hành đó. K1 thực hành các bạn sẽ cài đặt duyệt và tìm kiếm thôi nha. Cô chỉ yêu cầu đó là duyệt và tìm kiếm được bằng DFS. Được chưa? Chứ không có kêu là phải tính trọng số luôn ha. Mà thôi sửa là có tính trọng số thì tại vì vô tình tôi chỉ các bạn duyệt được rồi đúng không? Nên thôi, có trọng số luôn đi. Được chưa? Để sửa cái yêu cầu lại. Tại vì trọng số thì nó thêm một thành phần nữa của cái thằng struct. Tìm kiếm đỉnh trong đồ thị bằng danh sách kề. Đồng thời tính tổng trọng số của đường đi. Tìm đường đi và tính tổng trọng số của đường đi tìm kiếm. À, đó tức là làm kết quả giống y chang hồi nãy giờ làm á, nhưng mà tất cả là được làm với lại DFS thôi. Thời gian cho bạn, cái này chỉ vô tình chỉ được hết cái bước đầu tiên. Trời, tôi quên, tôi nhấp vô chị. Tôi luôn chị. Đây, thời gian cho bạn là bạn làm từ bây giờ, bạn làm cho đến hôm nay là thứ năm, tới hết ngày thứ bảy. K1 làm cái này nha. Nói chung là bạn nào hôm nay học cái này thì nộp cái này đi. Tại vì chủ nhật nó sẽ có thời hạn của bên cái bài khác. Được chưa? Bạn cứ mỗi cho mỗi ca đó là nó sẽ có 2 ngày. Thì hôm nay là thứ 5, thứ 6, thứ 7. Là coi như tới 23:59 ngày thứ 7 thì sẽ là hạn nộp. Bài này có cộng vào điểm quá trình nha. Đứa nào không có đi ráng chịu. Chứ giờ bó tay rồi. Không học là chịu. Nếu cô chỉ cái việc duyệt được bằng DFS rồi, chẳng qua bây giờ nếu có trọng số đó thì các bạn lưu thêm một thành phần giống như cô nói đó. Ví dụ như thay vì bình thường nó là chỉ có nhập 1 thì bây giờ phải nhập 1 rồi thêm con số máy nữa để biết nó là trọng số. Ví dụ tức là kề với A thì là B thì là bạn nhập 1 đúng không? Thì bây giờ bạn nhập 1, 7 thì tức là nó biết 1 là kề. Thì thay vì là bên đây là chỉ luôn nè. Anh đây thay vì mỗi lần nhập là cho nhập một lèo đúng không?
đâu đây rồi, lúc mà nhập đâu mất tiêu rồi mấy đứa. Đây đó, mỗi lần nhập là cho nhập một lèo tới khi nào kết thúc nhánh trừ một đúng không, thì đừng cho nhập một lèo, nhập từng đỉnh đi được không, hoặc là hỏi người dùng trước, ê bao nhiêu đỉnh kề với A, cái đó nó có hai đỉnh kề với A, thì bạn chạy vòng lặp hai lần. Lần thứ nhất bạn kêu nhập đỉnh thứ nhất và kề với A và trọng số, như vậy B kề với A thì nó nhập 1, 7, thì là bạn biết 1 là thằng B, 7 là trọng số A sang B. Được chưa? Dĩ nhiên tất cả mình đang làm là bên đồ thị vô hướng nha các bạn, chứ có hướng là cuộc đời nó khác rồi nha. Rồi tiếp tục qua đỉnh thứ hai, ví dụ như C thì nó sẽ nhập là 2, 4, thì đã biết tức là 2 là đỉnh kề, 4 là trọng số từ A sang C. Tương tự như vậy. Được chưa? Rồi vận dụng cái việc đó là gì? Tìm kiếm. Nhớ nha, hồi nãy bạn mình nó đang sửa là hàm đa chức năng nha. Tách ra hàm đơn chức năng cho cô đàng hoàng nha, không có gõ đa chức năng. Rồi tính ra được tổng trọng số. Nhớ là bằng danh sách kề.